phải mất hết 5 phút đồng hồ, bởi vì có những cái khâu nó còn hơi hơi chưa có quen, cho nên là mong là quý vị thông cảm. Thì cho phép Việt Khang sẽ share cái video này, đồng hành cùng anh Trần Quỳnh Duy Thức lên trên cái Facebook cá nhân của Việt Khang nhé quý vị. Chờ Việt Khang chút xíu. Dạ. Rồi. Kính thưa quý vị, như Việt Khang thấy là có khoảng hơn 10 người vào xem cái chương trình buổi livestream đồng hành cùng với anh Trần Quỳnh Duy Thức ngày hôm nay. Việt Khang cũng rất là lo lắng. Tại sao ngày hôm nay Việt Khang làm cái video, cái sorry quý vị, tại sao Việt Khang làm cái livestream đồng hành cùng với anh Trần Quỳnh Duy Thức? Thì bởi vì như hôm qua Việt Khang cũng đã nói sơ sơ về cái câu chuyện của anh Trần Quỳnh Duy Thức. Anh Trần Quỳnh Duy Thức là một người doanh nhân. Ảnh bị bắt vào năm 2019. Như Việt Khang có một cái thời gian ở tù chung với lại anh Trần Quỳnh Duy Thức, cho nên là sau cái thời gian mà hai anh em ở chung một cái nơi giam giữ, thì Việt Khang học hỏi được anh Thức rất là nhiều, và Việt Khang cảm thấy đây là một người có tài, có đức, và sẽ mai một nếu mà cuộc sống của anh cứ mãi ở trong chốn lao tù mà không làm được gì. Thì theo Việt Khang biết á, là cái tài, cái đức của anh Trần Quỳnh Duy Thức có thể giúp cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn sau này. Việt Khang vẫn luôn luôn đặt niềm tin, bởi vì trong cái thời gian ở cùng với anh Trần Quỳnh Duy Thức, thì cái thời điểm tháng khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, tháng 3, tháng 4 năm 2013, thì Việt Khang theo cái những cái sự chia sẻ của anh Trần Quỳnh Duy Thức, Việt Khang mới sáng tác cái bài Trả Lại Cho Dân. Thì cái bài Trả Lại Cho Dân Việt Khang sẽ hát ngay sau đây để làm nóng lên cái tinh thần cho cái buổi livestream hôm nay nó được ngập tràn cái không khí đòi cái quyền làm người, đòi cái quyền làm chủ đất nước cho người dân Việt Nam. Thì Việt Khang cũng xin thưa thêm rằng cái câu chuyện của cái bài hát Trả Lại Cho Dân thì nó cũng được Việt Khang dựng dựng lên cái MV Con Đường Việt Nam ở trên cái trang Vietcam Music ở trên YouTube. Thì cái bài Trả Lại Cho Dân khi mà Việt Khang sáng tác, thì có một cái chỗ mà anh Trần Quỳnh Duy Thức ảnh sửa giùm cho Việt Khang, là cái chỗ mà thay vì là cái quyền phúc quyết của người dân, anh Thức anh sửa là giùm cho Việt Khang là quyền phúc quyết của toàn dân. Và bây giờ thì một người thầy dạy nhạc ở ngoài Nghệ An, đó là thầy Nguyễn Năng Tĩnh, đã dạy cho các em học trò hát. Anh thầy dạy nhạc này, anh dạy cho các em học trò hát cái bài Trả Lại Cho Dân. Và cái video đó nó cũng có rất là nhiều ở trên các trang Facebook cũng như là YouTube. Và cuối cùng là anh phải nhận lãnh cái bản án 11 năm tù giam, 5 năm quản chế, bởi vì những cái việc làm cụ thể là dạy cho học trò hát cái bài Trả Lại Cho Dân. Hôm nay thì Việt Khang sẽ chọn cái version là của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh để hát cái bài Trả Lại Cho Dân cho tất cả quý vị cùng lắng nghe. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe Trả Lại Cho Dân.
thanh có rõ hay là nghe rè cái gì quý vị nhớ cho hay nhé quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng. Tự tôn nói dông là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng. Là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đang theo dõi cái livestream ngày hôm nay, cái livestream đồng hành cùng với anh Trần Nguyễn Thức. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam, cho thái bình non nước. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vừa rồi quý vị lắng nghe cái bài hát Trả lại cho dân. Thì coi lại âm thanh. Xin hỏi là quý vị, âm thanh hình như là bị nhỏ phải không quý vị? Để coi nha. Để coi quý vị comment ở dưới. Âm thanh có bị nhỏ không nhé quý vị? Microphone mở chưa, không nghe rõ lời hát, nhạc lớn quá. Ok, yeah. Ok, Việt Khang sẽ nâng chút xíu cái tiếng hát lên nhé quý vị. Ok, thì cái tiếng nhạc nó bị
Ok. Hello, hello. Sorry quý vị. Bởi vì hôm qua thì sau cái buổi livestream thì có Việt Khang có nghe lại thì cái âm thanh hôm qua nó hơi bị over. Nó cái tiếng ca, cái tiếng hát bị hơi bể chút xíu cho nên là Việt Khang giảm cái tiếng ca xuống. Thì ngày hôm nay thì lại có một số ý kiến là âm thanh tiếng ca bị nhỏ, Việt Khang mới vừa nâng lên, hy vọng là nó sẽ tốt hơn. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện của cái bài hát Trả lại cho dân mà Việt Khang thâu thâu hình lại và đăng ở trên cái kênh Việt Khang Music, ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân ở Houston tham gia với cái giai của thầy Nguyễn Năng Tĩnh và các em học sinh của phong trào Hướng Việt của chị Thiên Hương, một thành viên của Yuka Nam Cali. Chị dạy cho các em học trò trong cái Hướng Việt của chị, dạy cho các em hát cái bài Trả lại cho dân và đóng cái vai học trò của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Thì kính thưa quý vị, cái bài Trả lại cho dân á, sau khi anh Nguyễn Năng Tĩnh bị bắt và ảnh đã có cái bản án sơ thẩm là 11 năm tù giam, 5 năm quản chế, thì Việt Khang cùng với lại anh Trúc Hồ và đài truyền hình SBTN cũng giúp cho Việt Khang thực hiện cái video mà quay cái câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh quay tại trụ sở của đài truyền hình SBTN, cái sân khấu bên trong của đài truyền hình SBTN. Anh Trúc Hồ giúp cho Việt Khang để mà có cái studio, cái chỗ quay cho nó đẹp. Và cái bài Trả lại cho dân lại một lần nữa là nhạc sĩ Sĩ Đan, ca nhạc sĩ Sĩ Đan hòa âm cái bài Trả lại cho dân cho cái version của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh. Thì một điều mà Việt Khang cũng chia sẻ với quý vị là ca nhạc sĩ Sĩ Đan rất là dễ thương, hòa âm cái bài Trả lại cho dân cho Việt Khang. Mà Việt Khang có hỏi thì anh nói là anh không lấy tiền hòa âm cho cái bài đó, bởi vì anh muốn có một chút gì đó để đồng hành với Việt Khang, đồng hành với thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, đồng hành với quê hương Việt Nam mình. Và đúng rồi. Cảm ơn Nguyễn Ben. Nguyễn Ben cũng có đang xem và cầu chúc sao cho anh Trần Quỳnh Duy Thức ở trong chốn lao tù ảnh được bình an và sẽ có những cái thông tin mới, sẽ có những cái thông tin mới tốt hơn cho anh Trần Quỳnh Duy Thức. Thì quý vị thấy nè, hôm nay Việt Khang mặc áo màu xanh là nó tượng trưng, nó biểu trưng cho cái màu xanh hy vọng. Thì Việt Khang cũng hy vọng rằng là những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến trong vài ngày tới. Việt Khang rất là cầu nguyện rất là nhiều trong mỗi tối trước khi đi ngủ, cầu nguyện cho anh Trần Quỳnh Duy Thức vượt qua những khó khăn thử thách. Quý vị biết là nhịn đói thì nó sẽ mệt như thế nào. Và Việt Khang thật sự cũng ngưỡng mộ chị Lê Việt Kỳ Nhi. Chị Lê Việt Kỳ Nhi cũng đang tuyệt thực đồng hành với lại anh Trần Quỳnh Duy Thức. Một cái hành động, một cái nghĩa cử rất là cảm kích mà Việt Khang cũng dành cho chị Lê Việt Kỳ Nhi, cũng dành cho tất cả những anh chị trong gia đình của anh Thức cũng đang lần lượt thay nhau tuyệt thực để đồng hành cùng với anh Trần Quỳnh Duy Thức. Còn Việt Khang á, thì cũng xin lấy cái lời cầu nguyện của mình để dành cho anh và cũng làm những cái livestream như thế này cũng để kêu gọi quý vị hãy thương đồng hành với anh Trần Quỳnh Duy Thức. Bởi vì tại sao Việt Khang không có tuyệt thực để mà đồng hành với anh Trần Quỳnh Duy Thức? Những lần trước Việt Khang có một lần tuyệt thực một ngày 24 tiếng đồng hồ để mà đồng hành với anh Trần Quỳnh Duy Thức.
Nhưng mà quý vị thấy ở bên này thì Việt Khang nói chung là Việt Khang mấy hôm nay cũng không được khỏe lắm và có vẻ như là đang sa sút về cái vấn đề sức khỏe của Việt Khang. Cho nên là nếu mà bây giờ mà Việt Khang mà tuyệt thực để mà đồng hành để mà hưởng ứng thì chắc có lẽ là sức khỏe của Việt Khang nó không cho phép trong lúc này. Dạ, bình thường thôi mà cũng đã ốm nhom ốm nhách rồi. Thì Việt Khang chỉ có thể đem lời ca tiếng hát của mình để đồng hành với anh, để đồng hành với cái con đường Việt Nam mà anh Trần Quỳnh Duy Thức đang đang phải gian khổ bước qua. Và còn nhiều lắm. Việt Khang không phải nói chỉ có anh Trần Quỳnh Duy Thức đang vượt qua gian khổ, mà bên cạnh anh Trần Quỳnh Duy Thức, quý vị thấy rất là nhiều những anh chị em đang trong chốn lao tù rất là khó khăn, cực khổ. Mà kính thưa quý vị, anh Trần Quỳnh Duy Thức là khi mà bị bắt á, là Việt Khang có muốn chia sẻ với quý vị là anh Thức tuyệt thực là tại sao? Bởi vì anh Thức và anh Lê Công Định, anh Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung cùng một vụ án và bị quy kết cái tội là âm mưu lật đổ chính quyền ở điều 79, ở điều Bộ luật hình sự điều 79. Và cái điều 79 đó sau cái hiến pháp mới 2015 và luật luật mới ban hành tháng 1 2018 là bắt đầu có hiệu lực, từ cái tội danh 79 nó chuyển qua thành 109, 109 thì tất cả đều giống nhau. Có nghĩa là 79 và 109 đều giống nhau, nhưng 109 nó có thêm một cái khoảng 3. Khoảng 3 ghi rõ là như thế này, là ở cái giai đoạn chuẩn bị phạm tội thì mức án từ 3 năm cho tới 5 năm mà thôi. Thì nếu mà theo cái quan điểm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì anh Thức cũng chỉ mới ở cái giai đoạn chuẩn bị phạm tội mà thôi, chứ không phải. Cái này là mình đang nói, Việt Khang đang nói là theo quan điểm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là anh Thức có tội nhưng chỉ ở cái giai đoạn chuẩn bị phạm tội mà thôi. Thì cái mức án từ 3 năm cho tới 5 năm là hết. Chứ không phải cho tới ngày hôm nay 11 năm trời anh Trần Quỳnh Duy Thức vẫn còn ở trong đó. Và anh bắt buộc phải viết một cái lá thư. Mà không chỉ những một lá thư không, mà rất là nhiều cái lá thư để khiếu nại và để yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao trả lời và giải quyết miễn hình phạt còn lại cho anh Trần Quỳnh Duy Thức. Cái điều đó là cái điều đương nhiên, cái điều đó là cái điều lẽ phải. Mà tại sao luật pháp ban hành ra mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ không có thực hiện đúng cái theo cái luật pháp mà chính họ lại ban hành? Bởi vậy cho nên đó là anh Trần Quỳnh Duy Thức chỉ còn một cách duy nhất là đem cái sinh mạng của mình để mà đánh đổi cái gì? Đánh đổi cái lời phúc đáp của Tòa án Nhân dân tối cao về cái bản án của anh. Cái câu chuyện của anh Trần Quỳnh Duy Thức nó đau lòng, nó làm cho Việt Khang cảm thấy mình đang ở một cái thời bây giờ là 2020 và chuẩn bị bước qua 2021, mà tại sao vẫn còn những cái điều éo le trớ trêu nó rành rành trước mắt, không thể nào mình chấp nhận được ở cái thời đại bây giờ lại có những cái chuyện mà bất công như vậy. Thì để cho cái câu chuyện, cái buổi tâm tình ngày hôm nay nó phong phú hơn thì Việt Khang cũng sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị một bài hát mà cũng của Việt Khang sáng tác, một bài hát mới
mà vừa rồi Việt Khang có ôm đàn guitar và hát trong cái chương trình của Trần Kiều Ngọc tổ chức, cũng nói về những người tù lương tâm. Thì Việt Khang có hát bài đó, và cách đây mấy hôm kỷ niệm 7 năm ngày mất của nhạc sĩ ca nhạc sĩ anh Việt Dũng, thì Việt Khang cũng lại hát lại bài này. Cái bài Việt Khang sáng tác khi còn ở trong nước, lúc đó ra tù rồi nhưng mà Việt Khang còn ở trong nước, Việt Khang sáng tác cái bài đó lấy cái tựa là Tình Người Việt Nam. Và sau đây xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe một cái bài hát cùng trải lòng với Việt Khang, cái bài hát mới của Việt Khang, bài hát có tựa đề là Tình Người Việt Nam. Quý vị chờ Việt Khang chút xíu nhé, để Việt Khang mở cái lời. Ok, Tình Người Việt Nam. Ở đây là một bài hát mới và với cái tiếng đàn guitar của BB Guitar. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Đôi khi cuộc đời đã cho ta biết bao là khổ đau. Đôi khi cuộc đời cuốn xô ta đã bao lần bế dâu. Đôi khi cuộc đời lúc gian nan ta vượt qua khổ nạn. Và rồi nhận ra niềm tin vẫn là tình người với người. Ta mang phận người hỏi vui sao trước bao người khổ đau. Ta mang phận người hỏi vui không trước bao điều bất công. Ta mang phận người giữ trong tim ân tình sâu nghĩa nặng. Chẳng vì lời danh mà quên tất cả thân phận của ta. Ta mang phận người có nguồn cội nòi giống Việt Nam. Khi quê hương rừng vang biển cạn, đồng bào ta trong cánh lầm than. Ta mang phận người biết cười vui còn biết khổ đau. Trong quê hương mang lòng thương sầu, bởi vì ta dòng máu Việt Nam. Mới của Việt Khang. Sau khi ra tù còn ở Việt Nam, Việt Khang đã sáng tác bài hát này, Tình Người Việt Nam. Đôi khi cuộc đời đã cho ta biết bao là khổ đau. Đôi khi cuộc đời cuốn xô ta đã bao lần bể dâu. Đôi khi cuộc đời lúc gian nan ta vượt qua khổ nạn. Và rồi nhận ra niềm tin vẫn là tình người với người. Ta mang phận hỏi vui sao trước bao người khổ đau. Ta mang phận người hỏi vui không trước bao điều bất công. Ta
ta mang phận người, giữ trong tim ân tình sâu nghĩa nặng. Chẳng vì lợi danh mà quên tất cả thân phận của ta. Ta mang phận người có nguồn cội nòi giống Việt Nam. Khi quê hương rừng tan biến cạn, đồng bào ta trong cánh lầm than. Ta mang phận người biết cười vui còn biết khổ đau, trong quê hương mà lòng thương sầu, bởi vì ta dòng máu Việt Nam, bởi vì ta dòng máu Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe một ca khúc mới, một bài hát mới của Việt Khang sáng tác sau khi mãn hạn tù và về với gia đình. Lúc đó còn ở Việt Nam, Việt Khang nhớ hình như là khoảng vào giữa năm 2016. Bởi vì tháng 12/2015, Việt Khang mãn hạn tù ra về. Thì hôm nay Việt Khang muốn quý vị cùng đồng hành với anh Trần Quỳnh Duy Thức, bởi vì chúng ta đều là người Việt Nam. Và những cái gì anh Trần Quỳnh Duy Thức làm cũng chỉ mong một quê hương Việt Nam, một đất nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam sánh ngang cùng với các quốc gia văn minh, phát triển giàu có, và thậm chí là còn phải mạnh nữa, giàu mà còn mạnh nữa, để đưa quê hương Việt Nam thoát khỏi cái đại họa ngoại xâm. Thì bây giờ Việt Khang sẽ gọi điện thoại cho người chị ruột của anh Trần Quỳnh Duy Thức để hỏi thêm. Bởi vì ngày hôm nay, cho tới ngày hôm nay thì đã 30 ngày, anh Trần Quỳnh Duy Thức đã nhịn ăn 30 ngày. Và kể từ cái ngày mà anh tuyên bố tuyệt thực, cho tới ngày hôm nay là 30 ngày mà gia đình vẫn chưa có ai hay tin tức gì thêm sau khi anh tuyên bố tuyệt thực. Và Việt Khang nóng ruột. Cũng có một số người biết mà cũng có một số người chưa có biết. Anh Trần Quỳnh Duy Thức và Việt Khang có kết nghĩa anh em với nhau. Việt Khang coi anh như là một người anh. Người anh, người thầy mà mình phải theo học. Học để mà mình mở mang thêm cái tư duy của mình. Và sau đó để giúp cho cái ý tưởng của mình để tiếp tục sáng tác những cái bài hát mới. Và chút nữa đây, sau cái cuộc điện thoại này, Việt Khang sẽ giới thiệu thêm một ca khúc mới. Và bây giờ Việt Khang lấy điện thoại để mà gọi về cho chị Năm. Chị Năm quên thức nhé quý vị.
Hello. À, chị nè Khang ơi. Hello chị Năm. Dạ em chào chị Năm. Chị Năm khỏe không chị Năm? Chị vẫn khỏe em. Cho em hỏi thăm ba 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 ở nhà sao rồi chị Năm? Hello. Hôm nay ba thì ba vẫn khỏe em. Dạ. Nhưng mà cái người già thì cái trí não nó có phần giảm sút so với lúc trước. Có những chuyện thì ba nhớ rất là rõ, nhưng mà có những chuyện thì ba không có còn nhớ nhớ được tin tường nữa. Dạ. Nhưng mà cái việc mà để mà mong chờ thất về đó thì lúc nào ba cũng cũng nhớ rất là rõ. Trong Dạ. tâm trí của ba lúc nào cũng mong là sẽ gặp lại được thức trong một cái thời gian gần nhất. Dạ. Thì cái điều đó thì chắc có lẽ là mình chỉ phải cầu nguyện thôi. Dạ, cầu nguyện cho ba khỏe mạnh để ráng cố gắng ba chờ anh thức về. Bởi vì anh thức á, thì như nhiều người cũng biết đó chị, là mẹ 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 mất trong cái thời điểm mà anh thức đang còn phải ở trong tù, mà mẹ mẹ mất như vậy thì nói chung là ai cũng có thể cảm nhận được cái nỗi đau, cái nỗi day dứt như thế nào. Thì cầu mong sao cho ba được khỏe mạnh và sáng suốt để mà chờ cái ngày được đoàn tụ với lại anh Trần Quỳnh Duy Thức. Thì cho em hỏi thêm, và ở đây thì hôm nay em đang livestream và nãy giờ chị chắc có lẽ là cũng đang xem, và em muốn là chị cho tất cả mọi người đang xem cái livestream này biết thêm về cái tình hình của anh Thức như thế nào. Kể từ ngày mà anh tuyên bố tuyệt thực thì có ai, có gia đình, có thêm thông tin nào của ảnh chưa hả chị Năm? Từ hôm mà Thức tuyên bố tuyệt thực đó đến cái ngày 2 tây tháng 12 năm vừa rồi nè, 2 tháng 12 20 này nè, thì là anh Thức ảnh được trại giam cho ảnh gọi về để mà báo tin cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh mình đang bị cái dịch COVID-19 lây lan đó, Dạ, ở Sài thì Gòn hả họ chị? cho thông báo ở Sài Gòn á Ok. là để coi như là ngừng thăm gặp. Đó cũng là một cái cuộc gọi về tiêu chuẩn trong tháng 5 mà họ tháng 12 chứ, và họ tính trong cái tháng 12 luôn, cho nên là mãi từ ngày đó đến bây giờ thì gia đình chị không có một cái thông tin liên lạc nào được với Thức hết, và cũng không biết được cái tình hình sức khỏe của Thức như thế nào. Và gia đình thì cũng đã thường xuyên gọi điện đến trại giam. Với những cái số mà gia đình có được từ các thông tin cổng chính phủ đó thì là gọi liên tục, nhưng mà cũng không liên lạc được với họ, và họ hoàn toàn không có bắt máy. Cho nên là đến ngày hôm nay là nhà mình cũng không biết được cái tình hình của anh Thức như thế nào trong đó, mà đã là 30 ngày rồi. Thì đó Cho rất nên là sốt ruột. Dạ em cũng sốt ruột lắm. Mình không có hay được cái thông tin gì của ảnh hết trơn, rất là lo lắng cho ảnh. Như vậy thì gia đình của mình có dự định, có tính toán điều gì để cho những ngày sắp tới mình tính được cái chuyện gì chưa chị? Nhà mình thì tụi chị mấy anh em cũng đang tính là sắp tới đó sẽ làm một cái đơn khẩn đến tòa án tối cao, yêu cầu họ là phải cho mình một cái lịch tiếp dân để mà gia đình sẽ đích thân đến và hỏi vì sao tòa án tối cao không trả lời đơn cho công dân, không trả lời cái đơn miễn hình phạt còn lại cho anh Thức mà đã 2 năm mấy rồi, và cả cho gia đình đã làm cái đơn đó liên tục 3, 4, 5, 6, 7 lần mà họ vẫn không trả lời. Trong cái thời gian mà gia đình bắt đầu mở cái cuộc chiến pháp lý đó là nay là gần 3 tháng rồi, nhưng mà họ vẫn hoàn toàn im bặt như vậy. Và vì sao mà họ lại xem thường người dân như thế, với những cái trách nhiệm, với những cái công việc và cái trách nhiệm mà họ ngồi cho những cái vị trí đó. Đó thì nhà mình cũng đang dự định là như vậy. Và sau cái cuộc đi đó, nếu như
có thời gian thì mình sẽ ra trại giam để mà hỏi thăm về cái sức khỏe và tình hình của anh Thất lúc này như thế nào. Dạ, em nghĩ là mình nên gấp rút gia đình của mình phải tính toán như thế nào để mà kịp cái thời gian nó đã 30 ngày rồi. Em tưởng tượng nếu mà anh Thức vẫn còn đang trong cái giai đoạn tuyệt thực thì em rất là lo cho cái sự an nguy của anh Thức. Mình dùng cái từ cái sự an nguy thì nó chính xác hơn. Bởi vì một con người mà chịu cái việc mà nhịn đói trong một cái thời gian dài mà đã vậy á, em có lần là em đi làm ở ngoài Hà Nội, em đi đánh nhạc công cho một cái quán bar ngoài Hà Nội, thì ở ngoài đó cái mùa đông này nó giá rét như thế nào, nó cũng là rất ư là khắc nghiệt chứ không phải là đơn giản. Mà anh Thức thì ở Nghệ An, Nghệ An thì nó là Bắc Trung Bộ và cái khí hậu đó cũng không khác gì Hà Nội mấy. Đúng rồi em, Dạ, lạnh rất là lắm, lạnh, lạnh lạnh lắm. vô cùng luôn, lạnh sấu Dạ, xương luôn. lạnh mà mình tưởng tượng đói rét kinh khủng lắm, kinh khủng lắm chị Năm. Cho nên là em nói với chị Năm, là nói với gia đình, nói với anh Trần Quỳnh Duy Tân và chị Thoa, vợ của anh Thức, mình nên có một cái cuộc họp gia đình để mọi người tính toán làm sao gấp rút bay ra ngoài Hà Nội, lớp nào là mình phải đòi gặp cho cái việc mà tiếp xúc cho với lại tòa án tối cao để mà hỏi hỏi coi 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 tại sao cho tới ngày hôm nay chưa trả lời đơn thư của công dân mà người ta Đúng vậy. có yêu cầu. Rồi cái thứ hai là mình đến trại giam, mình gọi người ta không bắt máy, bây giờ mình đến luôn trại giam để mà mình xin hỏi chứ không phải là xin gặp, tại vì họ không cho gặp thăm gặp bởi vì Covid, thì mình chấp Nhưng mà nhận là họ có trách nhiệm, có trách đúng nhiệm vậy, họ thông sẽ có báo cho trách mình nhiệm. biết sức khỏe của anh Trần Quỳnh Duy Thức là như thế nào đó thưa chị. Thì em cũng muốn, Đúng vậy. dạ em cũng muốn là như vậy, thì em không làm mất thời gian thêm của chị. Em biết là nghe cái giọng nói của chị là chị cũng rất là hoang mang và lo lắng cho cái an nguy của anh Trần Quỳnh Duy Thức. Thì cảm ơn chị Năm nhé chị Năm. Rồi có gì mới thì chị Năm nhớ cho em hay nhé chị Năm nhé. Em Chị cảm ơn Bì Khang nhiều. dạ, cho em gửi lời thăm ba, cho em gửi lời thăm ba, thăm hết tất cả anh chị trong nhà mình nha chị Năm. Rồi, chị Và cảm ơn em nhé. dạ em cũng sẽ cố gắng, em sẽ sắp xếp để làm thêm thật là nhiều những cái buổi livestream như thế này để khi nào anh Thức về mới thôi. Mà anh Thức về thì thật sự mà nói cái này là Việt Khang xin lỗi là cái kênh của Việt Khang cũng sẽ thường xuyên và nó có nhiều cái chủ đề chứ không phải là mình nói ngưng là ngưng luôn. Chị Năm, ok em chào tạm biệt chị Năm nha, chị Năm giữ gìn sức khỏe chị Năm nha. Chị chào em nha, cảm ơn Việt Dạ. Khang rất nhiều. Dạ, Rồi, chị chị chào chào em. khán giả giùm em cái. Dạ, chào bà con. Dạ, xin chào, chào mọi người, chào tất cả mọi quý khán giả đang xem đài. Và rất cảm ơn mọi người đã có sự quan tâm đến cái livestream này. Và nhất là quan tâm đến cái sự an nguy của Thức. Rất cảm ơn mọi người ạ. Và xin mọi người hãy tiếp tục đồng hành Thức với gia đình, với lại Thức. Dạ. Dạ, Dạ xin dạ. cảm ơn tất cả mọi người. Rồi em cảm ơn chị Năm. Dạ, em cảm ơn chị Năm nhiều lắm. Em tắt máy Chị nha chị cảm ơn Năm. em. Dạ. Dạ, ok chị Năm. Kính thưa quý vị, vừa rồi là quý vị nghe những cái chia sẻ của người chị thứ năm của anh Trần Quỳnh Duy Thức. Thì quý vị biết thương thương người em mình như thế nào, không thể nào mình giữ được bình tĩnh khi mà người thân của mình đang trong cái hoàn cảnh khá là nguy kịch như vậy. Nguy kịch ở đây nếu mà bây giờ mình không biết được cái thông tin nào thêm của anh Thức ở nhà cũng như ngồi trên đống lửa đúng không quý vị? Thì anh Trần Quỳnh Duy Thức á, Việt Khang muốn nói thêm
Chúng ta đang ở trong cái mùa vọng Giáng sinh năm 2020. Thì cái câu chuyện của Việt Khang là người Công giáo. Việt Khang còn nhớ những cái ngày mà Giáng sinh thì thường là trong các nhà thờ sẽ có những cái kêu bằng diễn lại những cái thời mà ông A-dông và bà Eva, cái thời mới Thiên Chúa mới tạo dựng ra con người. Lúc nào đa số các nhà thờ trong những cái mùa vọng Giáng sinh thường làm lại những cái vở diễn như vậy. Thì các em thiếu nhi ở trong giáo xứ thường đóng vai mẹ Maria, đóng vai Thánh Giuse và nhờ một cái con búp bê đóng vai Chúa Giêsu hài đồng để mà làm nằm trong máng cỏ. Thì đại khái cái câu chuyện mà Thiên Chúa cấm loài người, cấm không cho A-dông và Adam và Eva ăn cái trái cấm. Nhưng mà mình để ý kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy là Thiên Chúa đã cho con người được tự do. Thiên Chúa cho con người được tự do lựa chọn cái cuộc sống của mình. Tự do làm chủ hết tất cả những cái gì mà Thiên Chúa đã tác tạo ra. Thì như Việt Khang biết là cái thời gian mà, xin lỗi, quay lại cái câu chuyện, thì quý vị biết là sau đó là ông Adam, cũng có thể gọi là ông A-dông. A-dông có người gọi là A-dông và Eva, còn có người gọi là ông Adam và bà Eva. Thì sau khi bà Eva ăn trái cấm và đưa cho ông A-dông ăn trái cấm, cả hai đã phải chịu đọa đày bởi vì cái tội của mình. Thì Việt Khang thấy như thế này: khi mà Thiên Chúa tác tạo ra loài người, ban cho họ cái quyền làm chủ, ban cho họ cái quyền được tự do, sở hữu hết, làm chủ muôn loài, muôn vật trên thế gian này. Và Thiên Chúa cũng cho họ làm chủ luôn bản thân của họ. Chỉ có điều là Thiên Chúa không cho đôi vợ chồng này phạm tội. Nhưng Thiên Chúa cũng không có dùng cái quyền năng để mà hóa phép. Ví dụ như bây giờ mình nói, ví dụ như bây giờ không cho ông Adam, bà Eva ăn cái trái cấm đó, thì có thể Chúa dùng cái phép thuật của mình che nó lại hoặc là biến nó mất đi. Mà tại sao Chúa để cho con người tự do lựa chọn? Và cái thời gian mà Việt Khang ở tù chung với là anh Trần Quỳnh Duy Thức, là anh Trần Quỳnh Duy Thức, anh nói những cái gì mà Thượng Đế đã tác tạo, nó là quy luật. Nó là quy luật của tạo hóa. Có người dùng tạo hóa giống như là một cái điều gì đó thiên nhiên, tự nhiên. Nhưng mà nếu mà ai có cái đôi mắt tâm linh, ai có cái trái tim tâm linh, ai có cái suy nghĩ tâm linh, thì sẽ nhìn thấy tạo hóa chính là Thượng Đế. Tạo hóa chính là Đấng đã tác tạo ra muôn loài, muôn vật. Thì ngày hôm nay, Việt Khang muốn kể cái câu chuyện của những cái đêm Giáng sinh mà các giáo xứ thường làm để nói về ông Adam và bà Eva. Để Việt Khang muốn quay lại cái câu chuyện cái quyền con người nó cũng là quy luật. Cái quyền làm người nó cũng là quy luật. Bởi vì quý vị có thử nhìn nhận mỗi một con người sinh ra trong một gia đình, trong một cái xóm làng, trong một cái xã hội đại khái trên thế giới này, thì mỗi người không ai giống ai hết. Mỗi một người có một cái tài năng riêng, có một cái tật xấu riêng,
có một cái đam mê riêng, có một cái nét đẹp riêng. Nói chung con người thì đương nhiên là không hoàn hảo, nhưng mà không ai giống ai cả. Bởi vì giống như tạo hóa đã ban cho mỗi người luôn luôn có cái sự riêng biệt. Mà những cái người mà bóp nghẹt cái quyền làm người đó, có nghĩa là đi ngược lại quy luật, đi ngược lại cái quy luật. Mà sau khi cái thời gian Việt Khang ở chung với lại anh Trần Quỳnh Duy Thức á, thì Việt Khang sáng tác cái bài Trả Lại Cho Dân. Trả Lại Cho Dân thì anh Trần Quỳnh Duy Thức rất là thích cái bài Trả Lại Cho Dân. À, trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, rất ư là căn bản. Ở cái Việt Khang mới sáng tác thêm một bài nữa, à, lấy cái tựa là Đi Đòi Nhân Quyền. Việt Khang còn nhớ anh Trần Quỳnh Duy Thức anh nói như thế này, anh nói là trả lại đây cho nhân dân tôi quyền được quyền làm người, quyền được nhìn, được nghe, được nói. Nhưng mà chưa trả thì mình lại tiếp tục đi đòi. Và cái bài Đi Đòi Nhân Quyền nó đã ra đời. Thì Việt Khang đã cho phát hành cái bài này trên cái kênh Việt Khang Music ở trên YouTube. Thì có cái câu hát mà Đi Đòi Nhân Quyền, cái đoạn điệp khúc á, thì Việt Khang để coi, Việt Khang nhớ, Việt Khang lấy cái lời Đi Đòi Nhân Quyền. Quý vị chờ Việt Khang chút xíu nhé. Đi Đòi Nhân Quyền. Nào cùng đi đòi chính đáng quyền con người, là quà tặng, là ơn trời mà tạo hóa đã ban cho ta. Là quy luật không ai có thể đổi thay, hỡi những quyền lực độc tài, phải trả lại quyền cho người dân. Thật sự nếu mà Việt Khang không có gặp anh Trần Quỳnh Duy Thức trong cái thời gian mà đi tù thì Việt Khang chắc chắn không có được cái tầm nhìn của mình, không có được cái tư duy mới của mình để mà mình sáng tác cái bài Đi Đòi Nhân Quyền. Có thể là quý vị đang xem cái livestream này có người đã từng nghe bài này rồi, bởi vì Việt Khang đã đăng ở trên cái YouTube Việt Khang Music, mà cũng có thể là quý vị chưa có xem. Thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe cái bài hát Đi Đòi Nhân Quyền trước khi chương trình này kết thúc. Thì chương trình livestream tiếp theo Việt Khang sẽ cho quý vị sẽ đăng cái thông tin để cho quý vị biết và tiện theo dõi trong ở trên cái Facebook của Việt Khang. Việt Khang sẽ thông báo cái chương trình livestream tiếp theo. Còn bây giờ kết thúc cái buổi tâm tình hôm nay, cái buổi livestream hôm nay, cái buổi livestream đồng hành với anh Trần Quỳnh Duy Thức, thì Việt Khang muốn nhấn mạnh rằng cái bài hát tiếp theo sau đây cũng là ảnh hưởng cái tư tưởng, cái tư duy của anh Trần Quỳnh Duy Thức mà Việt Khang học được. Đó là nào cùng đi đòi chính đáng quyền con người, là quà tặng, là ơn trời mà tạo hóa đã ban cho ta, là quy luật không ai có thể đổi thay, hỡi những quyền lực độc tài, phải trả lại quyền cho người dân. Thì cái điều này nó tiếp tục cho cái câu chuyện là mai này là ngày dân chủ tự do, muôn dân sẽ được ấm no bởi vì quyền dân đã thật sự có. Mai này là ngày toàn dân phúc quyết. Việt Khang dùng lại cái câu này. Toàn dân phúc quyết. Mai này là ngày toàn dân phúc quyết. Dân quyết hướng cho Việt Nam giàu sang, hùng cường, vẻ vang. Ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền, dân chủ cho nước Việt Nam. Xin mời tất cả quý vị sẽ lắng nghe cái bài hát cuối cùng cho cái buổi livestream ngày hôm nay. Bài Đi Đòi Nhân Quyền. So
con đường đi đòi nhân quyền cho dân Việt Nam, xuống đường đi đòi dân chủ cho nước Việt Nam. Ai người là người dân nước Việt Nam, tham gia xuống đường biểu tình, ta đòi quyền dân phải được tôn vinh. Người dân ngậm ngùi khóc than, ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền dân chủ cho nước Việt Nam. Nào cùng đi đòi chính đáng quyền con người, là quà tặng là ơn trời mà tạo hóa đã ban cho ta, là quy luật không ai có thể đổi thay. Hãy những quyền lực độc tài phải trả lại quyền cho người dân. Mai này là ngày dân chủ tự do, muôn dân sẽ được ấm no, bởi vì quyền dân đã thật sự có. Mai này là ngày toàn dân phúc quyết, dân quyết hướng cho Việt Nam giàu sang hùng cường vẻ vang, ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền dân chủ cho nước Việt Nam. Quý vị có thể giúp cho Việt Khang share cái video này cho nhiều người cùng xem và nhiều người cùng share nhé quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xuống đường đi đòi nhân quyền cho dân Việt Nam, xuống đường đi đòi dân chủ cho nước Việt Nam. Ai người là người dân nước Việt Nam, tham gia xuống đường biểu tình, ta đòi quyền dân phải được tôn vinh. Ai người là người Việt Nam yêu nước, trước những bất công tràn lan, người dân ngậm ngùi khóc than, ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền dân chủ cho nước Việt Nam. Nào cùng đi đòi chính đáng quyền con người, là quà tặng là ơn trời mà tạo hóa đã ban cho ta, là quy luật không ai có thể đổi thay. Hỡi những quyền lực độc tài, phải trả lại quyền cho người dân. Mai này là ngày dân chủ tự do, muôn dân sẽ được ấm no, bởi vì quyền dân đã thật sự có. Mai này là ngày toàn dân phúc quyết, dân quyết hướng cho Việt Nam giàu sang hùng cường vẻ vang, ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền dân chủ cho nước Việt Nam. Ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền dân chủ cho nước Việt Nam. Ta đòi quyền dân xuống đường hát vang, nhân quyền dân chủ cho nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Việt Khang rất là cảm ơn quý vị. Ở đây có rất là nhiều cái lời comment là thả tim nè, rồi thả hoa. Cảm ơn chị Trinh Trần ở từ Canada. Chị Thức, chị xem cái livestream của Việt Khang. Để coi Canada bây giờ là ở bên đây là 8 giờ, ở bên Canada là đã 8, 9, 10, 11 giờ đêm. Chị, ok. Việt Khang rất là vui, rất là cảm thấy ấm áp hơn. Bởi vì quý vị ở những cái tiểu bang miền đông của Hoa Kỳ cũng đã là trễ hơn ở giờ Cali 3 tiếng đồng hồ. Canada cũng vậy. Thì Việt Khang cũng sẽ cố gắng những cái livestream tiếp theo. Có những cái livestream mà ca nhạc. Thì Việt Khang sẽ làm sớm hơn để cho quý vị tiện theo dõi. Và Việt Khang cũng có được một yêu cầu
Đúng ra là cái livestream này đã xong vì đã 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà Việt Khang nhớ lại hồi nãy mình bị trễ 5 phút, bây giờ mình phải trả lại cho quý vị 5 phút. Ok, có người yêu cầu Việt Khang hát bài Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ, mà lâu lắm rồi Việt Khang không có hát. Cái bài này chắc chắn là cũng sẽ bị quên lời, hoặc là quên cái hòa âm. Quên cái hòa âm phải hát phải vào chỗ nào, nghỉ chỗ nào. Nếu mà quý vị không trách, là nếu mà lỡ mà Việt Khang hát sai mà quý vị bỏ qua, thì Việt Khang sẽ sẵn sàng hát cái bài Triệu Con Tim. Không biết quý vị có đồng ý, quý vị đồng ý Việt Khang hát bài trả lại Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ không ạ? À? Hôm qua thì có người yêu cầu, Việt Khang chưa thấy, tại vì chắc chắn là cái livestream này nó bị trễ hơn chút xíu. Ok, nhưng mà Việt Khang phải trả lại 5 phút mà Việt Khang bị trễ. Xin mời tất cả quý vị cùng mà lắng nghe cái bài Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ nhé quý vị. Việt Khang sẽ nhìn lời hát. Nếu mà quý vị nào có thuộc bài hát này thì Việt Khang mời quý vị cùng cùng hát chung với Việt Khang trong cái đoạn điệp khúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị. Từ phương xa nhìn quê quê hương đất nước tôi sau 4.000 năm, ai năm quan nay không còn, hoang trường xa nay không còn, mẹ Việt Nam ơi. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm nhiều, nhưng người yêu nước trong chốn lao tù, mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đau. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Hải Nam quan, hoàng trường sa, 1.000 năm giặc phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, Triệu Con Tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống Lạc Hồng. Quý vị có hát theo cái điệp khúc không vậy? Quý vị nhớ hát theo cái điệp khúc với Việt Khang nha quý vị. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm trong chốn lao tù, mẹ thương con thiêu cháy thân mình, mẹ Việt Nam đau. Bạn cùng tôi nhìn về quê hương đất nước ta nay sẽ về đâu, người lầm than kẻ không nhà, người dân oan trên khắp mọi miền, mà Việt Nam đâu. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Hải Nam quan, hoàng trường sa, 1.000 năm giặc phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao? Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên chào.
cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng, hãy là ngọn gió đổi thay. Hãy là ngọn gió đổi thay. Hát chung nha quý vị. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết đau nỗi đau người dân. Ai Nam Quan, Hoàng Trường Sa, 1000 năm giặc phương Bắc, quê hương mình rồi sẽ ra sao. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng, hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy đứng lên cháu con dòng tiền. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe hết cái buổi livestream ngày hôm nay và lắng nghe vừa rồi bài hát Triệu Con Tim của nhạc sĩ Trúc Hồ. Trước khi Việt Khang kết thúc thì Việt Khang cũng cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã thương giúp đỡ cho Việt Khang rất là nhiều trong cái hậu trường để có được những cái ngày hôm nay mà quý vị thấy xung quanh Việt Khang, nào là những cái miếng đỏ đỏ để làm cho cái phòng thâu của mình cái âm thanh nó không có bị dội và nó vào thì nó thấm âm thanh nó sẽ thấm vào trong những cái miếng màu đỏ này. Nói chung là rất là nhiều thứ mà anh Trúc Hồ đã hỗ trợ giúp đỡ cho Việt Khang một cách rất là âm thầm. Ngày hôm nay Việt Khang xin mượn nơi đây để gửi lời chân thành cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ, là một người anh, là một người bạn và còn là một người thầy của Việt Khang. Và Việt Khang cũng xin cảm ơn, rất rất là cảm ơn ca nhạc sĩ Sĩ Đan đã giúp cho Việt Khang những cái bài nhạc hòa âm. Cái bài vừa rồi, cái bài Đi Đòi Nhân Quyền, anh ca nhạc sĩ Sĩ Đan cũng không nhận thù lao hòa âm. Anh hòa âm rất là cực, bởi vì nhạc đấu tranh hòa âm khó hơn là nhạc tình. Nhưng mà nhạc tình hay nhạc lính thì nó vô trong máu rồi. Thì anh Sĩ Đan có chia sẻ là nhạc đấu tranh nó hòa âm rất là khó. Thì trong khi đó anh lại làm free cho Việt Khang. Việt Khang phải nói chứ rất cảm kích những cái tình thương của các anh ở bên này sau khi Việt Khang qua định cư, qua tị nạn ở Hoa Kỳ, đã được cái sự yêu thương đùm bọc của những anh nhạc sĩ, những anh chị em ca sĩ nữa. Thì Việt Khang ngày hôm nay ngồi nơi đây thì Việt Khang cũng sẽ hứa, sẽ cố gắng, mình sẽ làm tốt hơn cái con đường mà Việt Khang đã chọn. Và bây giờ thì xin phép cho Việt Khang gửi lời chào tạm biệt tới tất cả quý vị và hẹn quý vị vào cái livestream tiếp theo. Cái livestream tiếp theo thì Việt Khang sẽ thông báo trên cái Facebook của mình. Xin mời tất cả quý vị như thế nào thì Việt Khang sẽ đăng rõ giờ giấc và nội dung của cái buổi livestream. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúc cho tất cả quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
và còn thành công nữa. Hẹn quý vị trong video livestream tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.